Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Tuổi trẻ Thanh Hóa với hoạt động thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Vẫn còn thiếu sách lịch sử hay dành cho giới trẻ. Gặp gỡ em Hoàng Minh Trung, học sinh vừa đoạt huy chương vàng Olympic sinh học quốc tế lần thứ 29. Cần tăng cường công tác quản lý giao thông thủy nội địa tại cửa Lạch Bạng, huyện Tĩnh Gia. Thưa quý vị và các bạn, Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ra văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố phía Bắc hướng dẫn khắc phục hậu quả mưa bão đối với sản xuất trồng trọt vụ hè thu 2018. Cục Trồng trọt đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố phía Bắc khẩn trương tập trung tranh thủ kỳ con nước, huy động mọi nguồn lực để tiêu úng, khơi thông các dòng chảy. Nếu cần, sử dụng các máy bơm để thoát nước nhanh, phân loại diện tích lúa bị ngập úng để có biện pháp khắc phục kịp thời. Có điều kiện tiêu triệt để nước đệm để phòng mưa lớn còn tiếp diễn. Với diện tích không bị ngập trắng, các địa phương thực hiện các biện pháp chăm sóc kịp thời, bón thúc đợt 2, chủ yếu là kali clorua, phun thêm các chất hỗ trợ sinh trưởng, phân qua lá cho lúa. Với diện tích lúa bị ngập 2 ngày đến 4 ngày có khả năng hồi phục, cần điều chỉnh nước tiêu thoát đảm bảo cây lúa không bị giạt trên mặt nước. Đối với những vùng chưa cấy và diện tích lúa vùng trũng ngập nước kéo dài trên 4 ngày không có khả năng phục hồi, các địa phương khẩn trương rút cạn nước và tranh thủ cấy ngay khi còn trong khung thời vụ. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho động vật nuôi sau bão. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, tập trung thực hiện ngay các biện pháp khắc phục hậu quả sau mưa bão, vệ sinh và xử lý môi trường, tổ chức thu gom xác động vật để tiêu hủy, chủ động ngăn ngừa dịch bệnh động vật phát sinh sau lũ, chỉ đạo lực lượng thú y, khuyến nông bám sát địa bàn, hướng dẫn người dân khôi phục sản xuất chăn nuôi, chủ động phát hiện sớm các ổ dịch, bao vây dập dịch khi mới phát sinh, kiên quyết không để dịch lây lan ra diện rộng, thực hiện có hiệu quả nghiêm túc công tác tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc gia cầm đợt 2 năm 2018 theo đúng kế hoạch, đồng thời tăng cường hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp sinh học, chăm sóc nuôi dưỡng tốt để nâng sức đề kháng với bệnh cho vật nuôi, tập trung thực hiện công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát chặt chẽ về thú y đối với các trường hợp vận chuyển, tiêu thụ gia súc gia cầm, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng, cơ sở vi phạm theo quy định. Thực hiện chương trình giám sát phản biện xã hội về quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp năm 2018, ngày 26 tháng 7, Đoàn Giám sát Liên ngành của tỉnh đã kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp tại huyện Ngọc Lặc. Cơ bản, các cơ sở hộ kinh doanh tại huyện Ngọc Lặc mà đoàn tiến hành kiểm tra đều tuân thủ và đáp ứng các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp. Tuy nhiên, do buôn bán nhỏ lẻ phân tán lại nằm ở vùng sâu vùng xa nên việc quản lý các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp còn hạn chế. Phần lớn bà con cũng chưa nhận thức rõ về chất lượng vật tư nông nghiệp nên việc sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật còn chưa đúng cách. Trước thực trạng trên, Đoàn Giám sát Liên ngành của tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc phải tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến kiến thức về kinh doanh sử dụng vật tư nông nghiệp, đảm bảo an toàn chất lượng cho các hộ sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, đối với chính quyền cơ sở cần tổ chức tuyên truyền vận động các cơ sở hộ kinh doanh, hộ sản xuất ký cam kết không sản xuất kinh doanh buôn bán sử dụng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không có xuất xứ, tem nhãn rõ ràng. Đồng thời các ngành chức năng trong huyện cần tăng cường công tác thanh kiểm tra theo đúng quy định pháp luật, kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm trong sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các sở giao thông vận tải tập trung thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông và ứng phó với mùa mưa bão trên hệ thống đường địa phương. Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu đối với hệ thống đường tỉnh, đường được giao quản lý, cần tăng cường công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường kiểm tra tình trạng các cầu, nhất là sau các đợt lũ, kiên quyết xử lý các vi phạm đến hạ tầng giao thông đường bộ và lấn chiếm hành lang an toàn, rà soát khắc phục các điểm đen, tuyệt đối không để xảy ra ùn tắc giao thông. Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các sở giao thông vận tải phải công khai và trực số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin về vận tải, tai nạn giao thông nghiêm trọng, sự cố cầu đường, ùn tắc giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, đã thành truyền thống, cứ đến dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, các cấp bộ đoàn trong tỉnh lại thành kính chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ và tổ chức chương trình thắp nến tri ân. Đây là dịp để tuổi trẻ Thanh Hóa bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, đồng thời hun đúc thêm truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc của thế hệ trẻ xứ Thanh. Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nông Cống một sáng tháng 7, đông hơn thường lệ. 500 đoàn viên thanh niên tham gia dọn dẹp chỉnh trang lại nghĩa trang, chuẩn bị cho buổi lễ thắp nến tri ân. Từng phần mộ liệt sĩ được chăm chút cẩn thận. Giữa không gian thành kính, trang nghiêm, dường như mỗi đoàn viên thanh niên đều cảm nhận rõ hơn những năm tháng oanh liệt, hào hùng nhưng nhiều đau thương của dân tộc. Em cảm thấy rất là vui và cũng rất là tự hào khi mà mình đang được góp một phần công sức vào một cái việc ý nghĩa như thế này. Thì em cảm thấy đây là một việc làm rất là tốt và cũng rất là thiết thực. Không chỉ là hành động xung kích thanh niên mà còn là việc bày tỏ cái lòng tri ân của mình đối với thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đây là những việc làm thường xuyên của tuổi trẻ huyện Nông Cống nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, uống nước nhớ nguồn của thế hệ trẻ hôm nay đối với các cha anh đã hy sinh xương máu của mình cho độc lập tự do của Tổ quốc. Trong những ngày này, ở khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh, tuổi trẻ Thanh Hóa cùng nhiều tầng lớp nhân dân đã tham gia thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ. Thắp nến tri ân như một lời nhắc nhở mỗi đoàn viên thanh niên về truyền thống yêu nước, về lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm phải sống, chiến đấu, lao động, học tập, quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và có lẽ vì vậy, thắp nến tri ân không chỉ là hoạt động của đoàn viên thanh niên mà đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, đánh thức những xúc cảm của mỗi người dân, trở thành hoạt động cộng đồng đầy ý nghĩa. Hôm qua 26 tháng 7, Hội Cựu Thanh niên Xung Phong tỉnh đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ thanh niên xung phong tại khu di tích cấp quốc gia Núi Nấp thuộc xã Đông Hưng, huyện Đông Sơn. Sau phút mặc niệm, đoàn đã kính cẩn đặt vòng hoa dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới 13 nữ thanh niên xung phong đội N87 đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông tuyến đường sắt và đường bộ đi qua hai dãy núi Đá Vôi, Núi Nấp và Núi Nhồi thuộc địa phận xã Đông Hưng, huyện Đông Sơn năm 1967. Trước anh linh các liệt sĩ cựu thanh niên xung phong, Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh nguyện bước tiếp những chặng đường vẻ vang hào hùng của các chị, những người đã dâng trọn tuổi thanh xuân, xương máu cho nền độc lập tự do của dân tộc. Sau lễ viếng, các thành viên trong đoàn đã tổ chức dọn vệ sinh khu di tích. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại kỳ thi Olympic sinh học quốc tế năm 2018 được tổ chức tại Iran vừa qua, em Hoàng Minh Trung, học sinh trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa, đã xuất sắc ghi tên mình vào bảng vàng thành tích của học sinh Việt Nam trên trường quốc tế với tấm huy chương vàng Olympic sinh học quốc tế lần thứ 29. Thành tích mà cậu học trò xứ Thanh đạt được là thành quả xứng đáng sau bao ngày nỗ lực, miệt mài với niềm đam mê dành cho môn sinh học. Bén duyên với môn sinh ngay từ năm cấp 2, vì thế suốt những năm học qua, Trung không ngừng nỗ lực phấn đấu vì niềm đam mê của mình. Với sự yêu thích và tìm tòi, môn sinh đã mang về cho Trung nhiều giải thưởng mà theo em, đó là những điều bản thân không nghĩ tới khi khám phá môn học này. Môn sinh thì nó khác với lại các môn khoa học tự nhiên khác thì là nó nghiên cứu về sự sống. Các sinh vật thì thường là thú vị hơn so với các vật lý hóa học thì nó thường là các cái nguyên tắc mà thường cứng nhắc. Thì sinh học thì nó thường là linh động hơn và em nghĩ đấy là cái thú vị của môn sinh. Năm lớp 10, Hoàng Minh Trung đã giành huy chương đồng cuộc thi Olympic sinh học các tỉnh, thành phố Bắc Trung Bộ. Năm 2018, trước khi tham gia cuộc thi Olympic sinh học quốc tế, Trung cũng đã giành giải nhì tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn sinh học. Trong 4 thí sinh đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi Olympic sinh học quốc tế được tổ chức tại Iran, Hoàng Minh Trung là thí sinh nhỏ tuổi nhất đoàn nhưng có niềm đam mê, quyết tâm chinh phục bộ môn sinh học rất lớn. Và một trong những đóng góp quan trọng vào thành tích huy chương vàng quốc tế sinh học của Minh Trung là thầy giáo Lê Hồng Điệp, giáo viên chủ nhiệm lớp 11 chuyên sinh, trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn. Như Trung mà học sinh lớp 11 mà thi cho lớp 12, thì cái quá trình học và thi thì nó cũng sẽ rất là vất vả, bởi vì thường là học sinh lớp 12 bây giờ cái lượng kiến thức nó cũng sẽ dày hơn. Cho nên là nói thật là trong cái quá trình mà em học và thi như thế thì để đảm bảo được cái việc học và thi ấy, thì em nói chung cả thầy lẫn trò phải nỗ lực hơn so với học sinh lớp 12 bình thường. Ở trong lớp thì bạn Trung là người học tốt nhất.
không chỉ là về môn sinh học mà còn ở tất cả các môn khác, kể cả về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Thì bạn luôn là người có tư duy rất là nhạy bén trong các câu hỏi và bạn ghi nhớ rất là tốt các mốc về lịch sử và cả địa lý. Kết quả mà thầy trò em Hoàng Minh Trung đạt được đã mang vinh quang về cho Tổ quốc và là niềm tự hào của học sinh xứ Thanh nói chung, trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn nói riêng. Đây là năm thứ ba liên tiếp trường Lam Sơn có học sinh đạt huy chương quốc tế môn sinh và tấm huy chương của Minh Trung cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên của bộ môn sinh học. Chắc chắn là với kết quả như của em Trung cũng như là một số em năm trước đã đạt huy chương vàng thì đây là cái nguồn cổ vũ động viên rất là lớn đối với lại các thế hệ học sinh tiếp theo của nhà trường, và cũng không chỉ là đối với học sinh đâu mà còn đối với cả các thầy các cô, những thầy cô mà tham gia làm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Nó có thể nói là cái nguồn động lực giúp cho các học sinh rồi các thầy các cô có cái gọi là niềm tin để tiếp tục cái công việc bồi dưỡng học sinh giỏi của mình. Chia sẻ về bí quyết học tập, theo Trung, em không bao giờ tạo áp lực cho bản thân nên cân bằng giữa học và chơi. Ngoài những giờ học, Minh Trung vẫn dành thời gian cho những sở thích và tài lẻ riêng của mình. Là người có niềm đam mê với môn sinh học và khát vọng chinh phục những đỉnh cao về tri thức, tấm huy chương vàng tại kỳ thi Olympic sinh học quốc tế năm 2018 mới là thành công bước đầu đối với cậu học trò ham học hỏi. Dự định trong năm học tới của Trung là học thêm tiếng Anh, tìm học bổng du học và tham gia kỳ thi Olympic sinh học quốc tế năm 2019. Hy vọng với niềm tin yêu của gia đình, bạn bè, thầy cô, chàng trai vàng sẽ tiếp tục phấn đấu học tập, giành nhiều tấm huy chương, đóng góp vào bảng vàng thành tích của nhà trường, góp phần làm rạng danh đất học xứ Thanh. Bên cạnh việc trải nghiệm, tham quan các khu di tích, các địa danh, đọc sách cũng là một trong những phương pháp giúp giới trẻ đến gần hơn với lịch sử dân tộc cũng như thế giới. Tuy nhiên, để tìm một cuốn sách lịch sử hay là một việc không dễ dàng. Đã từng có thời gian anh Nguyễn Thái Luân ở phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa rất đam mê sưu tầm các cuốn sách lịch sử Việt Nam. Thế nhưng một vài năm trở lại đây, có những ngày tìm kiếm cả buổi ở cửa hàng sách, anh Luân cũng không tìm ra một cuốn ưng ý. Cuốn sách lịch sử hiện tại thì nó không được phong phú về nội dung cũng như hình ảnh về trực quan để cho mình cảm giác là hứng thú với nó. Trước thềm năm học mới, ngoài mua sách giáo khoa, em Đàm Hồng Vân, học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, huyện Quảng Xương, còn tìm mua thêm những cuốn tài liệu tham khảo, trong đó có sách lịch sử. Tuy nhiên, dù đã đi đến cửa hàng thứ 3, em vẫn chưa lựa chọn được cuốn mà mình cần. Những tài liệu liên quan đến lịch sử thì rất ít, nên em chỉ có thể theo dõi sách giáo khoa. Không chỉ các bạn trẻ, ngay cả những người chuyên nghiên cứu về lịch sử cũng nhận thấy, tìm sách lịch sử hay tương đối khó, nhiều cuốn vẫn đi theo lối mòn, thiếu sự sáng tạo. Đơn cử như nhà xuất bản Thanh Hóa trong năm 2017 đã đưa ra thị trường gần 200 đầu sách thuộc thể loại lịch sử, nhưng chủ yếu là sách chữ, không có hình ảnh minh họa. Hiện nay trên thị trường sách, ở Thanh Hóa nói chung và cả nước nói Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung thì sách lịch sử có thể khẳng định là chưa đáp ứng được cái nhu cầu của độc giả, nhất là độc giả trẻ. Với góc độ của một nhà giáo cũng như một nhà nghiên cứu lịch sử thì theo tôi cần có những giải pháp sau đây. Thứ nhất là về mặt thể loại, sách lịch sử cần phải phong phú, đa dạng hơn hoặc là phải tăng cường hơn nữa đối với các sách như là sách truyện tranh lịch sử hay là những câu chuyện lịch sử hấp dẫn đối với các bạn trẻ. Đâu đó trong các nhà sách, trên kệ chỉ xếp vài cuốn sử ở những vị trí khó nhìn thấy. Những cuốn sách lịch sử gây hứng thú, được độc giả yêu thích và tìm mua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và như vậy, nếu cách thức phát hành sách lịch sử còn chưa thay đổi, thì tình trạng này vẫn còn tiếp diễn. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo Thanh Hóa ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu từ Cục Bảo vệ Thực vật, hàng năm, ngành trồng trọt Việt Nam có nhu cầu sử dụng hơn 11 triệu tấn phân bón và hơn 100.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật. Trong khi đó, hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật phải nhập khẩu 100% từ nước ngoài. Hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng vẫn diễn ra thường xuyên và ngày càng có phần tinh vi. Do lợi nhuận từ hàng giả, hàng nhái rất lớn, nên một số cơ sở sản xuất kinh doanh đã đưa ra nhiều hình thức quảng cáo khuyến mại hấp dẫn, đánh lừa người tiêu dùng, trục lợi bất chính,
gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, sức khỏe nhân dân và cả các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Theo ngành chức năng, ngoài nguyên nhân người tiêu dùng thiếu thông tin về lĩnh vực này, thì việc bất cập trong cấp phép quản lý loại hình kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật đã làm cho hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ngang nhiên tồn tại trong thời gian qua. Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng cho năm 2019 đang được đưa ra bàn thảo, làm bùng lên tranh luận giữa đại diện giới chủ và người lao động. Trong khi đại diện người lao động yêu cầu phải tăng lương tối thiểu để đảm bảo cuộc sống, thì các doanh nghiệp liên tục than khó khăn. Bộ phận kỹ thuật của Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã đưa ra đề xuất mức tăng là 5,3% nhằm dung hòa để phía chủ sử dụng lao động và người lao động cùng tham khảo. Trong bối cảnh chất lượng nhân lực của chúng ta còn thấp, cơ sở hạ tầng yếu kém, công nghệ hỗ trợ chưa phát triển, chi phí thủ tục hành chính còn cao, việc tăng lương tối thiểu với quy mô vượt quá sức chịu đựng của nền kinh tế sẽ có thể tác động làm giảm đáng kể số lượng việc làm được tạo ra. Phải cân nhắc sao cho tăng lương không làm suy giảm năng lực cạnh tranh quốc gia, tiếp tục khuyến khích và thúc đẩy đầu tư trong và ngoài nước để có thể hướng tới mục tiêu dài hạn là kinh tế phát triển mạnh, tạo việc làm nhiều hơn, qua đó có điều kiện tăng lương từ thực lực doanh nghiệp. Báo Lao động ghi nhận ý kiến của lãnh đạo và chủ tịch công đoàn các công ty đều cho rằng mức lương tối thiểu vùng cần được xem xét điều chỉnh tăng lên vì hiện chưa đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động. Khi đồng lương đủ sống, người lao động có thể yên tâm với công việc để cống hiến. Đồng lương công nhân lao động phải được đảm bảo trên cơ sở luật pháp. Khi người lao động có đồng lương đủ sống sẽ không phải lăn tăn lo lắng, năng suất lao động, hiệu quả công việc sẽ cao hơn. Nếu đồng lương không đủ sống, nhất là tại các vùng khó khăn thì rất dễ phát sinh các tiêu cực. Trước những băn khoăn của dư luận xung quanh câu hỏi liệu Việt Nam có nguy cơ xảy ra vỡ đập thủy điện giống như sự cố ở Lào vừa qua hay không, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN khẳng định trong 39 đập thủy điện do EVN quản lý, vận hành đã thực hiện kiểm định và được các cơ quan tư vấn đánh giá an toàn. Hàng năm, EVN đã xây dựng các phương án phòng chống lụt bão và đảm bảo an toàn các đập trình Bộ Công Thương phê duyệt. Hàng năm, các công ty thủy điện đã trình Ủy ban Nhân dân các tỉnh ở vùng hạ du của các đập thủy điện phương án phòng chống lụt vùng hạ du. Các phương án này đều nêu rõ các tình huống cụ thể khi vận hành đập thủy điện trong mùa lũ, khi nào xả, xả với tần suất ra sao, lưu lượng nước thế nào, thì vùng hạ du đập có nguy cơ bị ngập và ngập tới đâu. Các phương án này đều được gửi cho chính quyền địa phương và nhân dân được biết để chủ động phòng tránh. Báo Người Lao Động đưa ra cảnh báo, vụ vỡ đập kinh hoàng lần đầu tiên xảy ra trong lưu vực sông Mekong cho thấy mức độ nguy hiểm như thế nào của các công trình hồ chứa khi bị sự cố vỡ đập đối với con người, nền kinh tế. Việc bảo đảm an toàn cho các hồ chứa ở Việt Nam đã được các cơ quan quản lý của Việt Nam rất quan tâm. Tuy nhiên, kịch bản đề ra cho các quy trình, đơn hồ, liên hồ cũng chỉ là kịch bản giả định cho các tình huống có thể xảy ra. Thực tế diễn biến của thời tiết là không thể lường hết và những yếu tố chủ quan khác như chất lượng công trình, hư hỏng, sự cố của các thiết bị vận hành luôn là mối lo lắng có thể gây thảm họa. Việc cần phải có cơ chế hợp tác với các quốc gia ở thượng lưu trong khu vực để đưa ra những giải pháp, cơ chế và cả hiệp định hợp tác đảm bảo an toàn hồ chứa cho hạ lưu của chính quốc gia có công trình và các quốc gia bị tác động là ngày càng cấp thiết. Thưa quý vị và các bạn, qua kiểm tra của Phòng Cảnh sát Đường Thủy Công an tỉnh, tại cửa Lạch Bạng, huyện Tĩnh Gia, hiện đang có trên 200 thuyền dân dụng của các hộ dân các xã Hải Bình và Hải Thanh tự đóng không có đăng ký đăng kiểm, hoạt động tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn đường thủy. Bên cạnh việc không có đăng ký đăng kiểm, người điều khiển của các loại phương tiện này còn chưa có chứng chỉ chuyên môn. Trên phương tiện, chủ thuyền không trang bị dụng cụ nổi và phao cứu sinh nhưng vẫn tham gia vận chuyển hành khách. Đây là tình trạng đã diễn ra nhiều năm. Các phương tiện chủ yếu tham gia chở khách ra các tàu lớn đậu ngoài cửa Lạch hoặc từ xã Hải Bình sang xã Hải Thanh và ngược lại. Bản thân của các cái phương tiện này hoạt động trong cái mùa mưa bão, mưa lũ là thấy là nguy cơ cao rồi. Không áo phao, không dụng cụ nổi cứu sinh và các cái thuyền này là thuyền tự làm, tự phát. Cho nên là không có một cái đăng ký, không có đăng kiểm gì cả, không có cơ quan nào chứng nhận. Cái thứ hai nữa là cái khu vực Lạch Bạng thì là cái tuyến đường thủy là chật hẹp, nhưng trong khi đấy là phương tiện tàu lớn có, tàu bé có, hoạt động thường xuyên tấp nập ra vào cảng cá rồi là khu vực này rất là nhiều, cho nên mà các cái thuyền dân sinh lại nhỏ lẻ, cho nên là công tác quản lý, công tác đảm bảo an toàn giao thông rất là khó khăn. Được biết chính quyền các xã Hải Bình và Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia đều biết tồn tại này, song ngoài yêu cầu các chủ thuyền ký cam kết chỉ được vận chuyển hàng hóa thì đến nay chính quyền vẫn chưa có giải pháp ngăn chặn triệt để. Vì cái mưu sinh cho nên là và cũng vì cái nhu cầu đi lại của bà con cho nên là vẫn có cái hiện tượng là vận chuyển hành khách. Thì ngoài cái việc tuyên truyền thì chúng tôi cũng thường xuyên là nhắc nhở bà con trang bị cái phao cứu sinh, cái cụm nổi, và trong thời gian sắp tới đây thì
Ủy ban nhân xã sẽ phối hợp với các ban ngành cấp huyện, rồi là ban an toàn giao thông cấp huyện, cấp tỉnh sẽ trang bị cái phao cứu sinh cụm nổi cho bà con để nhằm tránh cái rủi ro đáng tiếc xảy ra trên sông nước. Trên thực tế đã có rất nhiều vụ tai nạn đường thủy để lại hậu quả nghiêm trọng do các thuyền dân dụng không có đăng ký đăng kiểm nhưng vẫn tham gia hoạt động vận chuyển khách. Vì vậy, chính quyền các xã Hải Thanh, Hải Bình cần tăng cường giám sát hoạt động vận chuyển khách của các chủ thuyền này. Trong đó, cần rà soát các phương tiện thuyền dân dụng đang hoạt động có nguy cơ cao mất an toàn giao thông, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các chủ thuyền chấp hành quy định luật giao thông đường thủy, kiên quyết đình chỉ phương tiện không cho hoạt động chở khách ngang sông. Mặt khác, lực lượng cảnh sát đường thủy, thanh tra giao thông cần tăng cường kiểm tra, cương quyết xử lý tịch thu các phương tiện không có đăng ký đăng kiểm, không đảm bảo an toàn kỹ thuật, hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro tai nạn đường thủy có thể xảy ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt.